Thưa quý vị, hầu hết các siêu cường đều ủng hộ giúp khí tài, quân trang, quân dụng, vũ khí tác chiến cho Ukraine, đồng thời cấm vận Nga và lên án Putin đã gây tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại. Chỉ có Trung Cộng, cũng anh Trung Cộng nữa, và Cộng sản Bắc Hàn, Cộng sản Việt Nam, binh Putin ngậm miệng bỏ phiếu trắng. Nga đang bị cấm vận kinh tế, tài chính, hàng không, hàng hải của các siêu cường Tây phương, nhất là Mỹ và đồng minh và đối tác, nên có thể nói chưa bao giờ mà nước Nga bị cô lập, bị cấm vận như lúc này. Chỉ vì có một cái tội là đưa quân qua xâm lược một cái nước nhỏ là nước Ukraine. Còn dân chúng Ukraine, thưa quý vị, cái này một cái điều chúng ta phải học hỏi. Nếu đất nước của mình bị xâm lăng, mình không chống lại, thì quốc tế không thế nào giúp đỡ được mình. Cái chuyện của mình phải làm mà mình không làm, thì thưa với quý vị, ai làm giùm cho mình? Mình có làm thì quốc tế mới có lý do để giúp đỡ. Dân chúng Ukraine có thể đã biết điều đó, nên đang là một cuộc chiến tranh nhân dân chống Nga tiếp cho quân lực và chính quyền đất nước của mình. Dân chúng góp tiền mua vũ khí gửi cho quân đội. Nga chết mười mấy tướng lãnh, một phần cũng do cái tình báo chiến thuật mà của người dân mà giúp cho quân đội để mà tấn công họ. Hầu như cả thế giới đều ca ngợi phong trào nở rộ những cuộc lạc quyên của nhân dân Ukraine giúp người lính tiền tuyến đi xa đánh trận, khiến người Việt nhớ lại tài ba thao lược của những anh hùng hào kiệt Việt Nam, cùng đứng lên huy động nhân dân đứng lên để chống quân Tàu mười mấy lần trong 1000 năm lịch sử của Việt Nam, tạo thành chiến tranh nhân dân khiến tướng Tàu có trận phải trốn vào ống đồng cho quân Khiên trốn về Tàu, và quân Tàu bỏ mạng, bỏ xác trên sông, trên biển, trên ruộng đồng, trên thành phố Việt Nam vô số, thưa quý vị. Vì trong chiến tranh nhân dân chống quân thù ngoại quốc, bà già trầu Việt Nam cũng có thể trở thành một trinh sát, một tình báo, một điệp báo, cây dao bữa cao để ăn trầu của phụ nữ Việt Nam hồi xưa, thưa quý vị. Cũng có thể là trở thành một cây kiếm để mà giết giặc Tàu. Thức giấy, mình nói cái chuyện của mình thì phải có bằng cớ. Thức giấy, theo báo Le Monde, là tờ báo, một trong hai tờ báo lớn nhất của Pháp, báo Le Monde và Le Figaro của Pháp, ngày 17 tháng 7 năm 2023, chúng tôi ghi nhận được có đến 88% người Ukraine đã tặng tiền cho quân đội. Quý vị cảm động không? 100 người dân mà 88 người, thưa với quý vị, tặng tiền, quyên góp tiền để giúp cho quân đội của mình. Dù thành phần nam đủ thành phần nam nữ, lão ấu, từ những thanh niên thành thị cho tới đến cụ già ở nông thôn, dù bị giảm thu nhập vì chiến tranh vẫn tiết kiệm từ đồng xu các bạc, thưa với quý vị, để giúp đỡ cho nội dân không quyên góp thì người ta thấy được, ở quốc tế thì người ta thấy được 1 tỷ euro của dân để mà giúp cho quân đội Ukraine. Tại Ukraine, báo Le Monde cho biết từ khi bị xâm lăng, việc người dân đóng góp để giúp cho quân đội đã gần như là trở thành một cái phản xạ, tức là coi như đương nhiên. Cũng như khi mình bị bụi vô con mắt thì mình phải nháy mắt, nghĩa là phản xạ, cái đó là không cần suy nghĩ nữa, cái thói quen phải làm. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi quyên góp. Ông Anton, giám đốc Viện Quốc tế Xã hội của Kies giải thích, mọi người đều có người quen ngoài mặt trận, thế nên tất cả đều đóng góp. Đó là một cách kháng chiến. Giúp đỡ, góp tiền, giúp đỡ cho quân đội, đó cũng là một cách kháng chiến. Theo một điều tra của Kies công bố hồi đầu năm, có đến 88% người Ukraine đã tặng tiền cho quân đội. Những người đóng góp trong và ngoài nước rất đa dạng, từ những thanh niên thành công trong công nghệ ở Kiev, thủ đô của Ukraine, cho đến những bà cụ sống tại nông thôn. Ngay cả trẻ em cũng góp phần bằng cách vẽ tranh bán hay lạc quyên ở các trạm xăng. Số tiền đóng góp từ vài đồng, thưa quý vị, đã lên tới 800 triệu euro. Nhiều quý vị. Hỏi như vậy, làm sao không làm cho những dân chúng của Hoa Kỳ, dân chúng của Anh, của Pháp, dân dân của Liên Âu không cảm động? Thấy người ta đương chiến tranh, người ta khổ quá mà ta còn ráng như vậy, thì nên những cái nước mà giúp đỡ cho Ukraine, thưa quý vị, họ tốn đã 90 tỷ rồi. Nhưng mà gần đây nhất, Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Biden, cũng tuyên bố, nghĩa là tiếp tục viện trợ hào phóng cho cuộc chiến tranh của quân dân Ukraine đến khi nào còn cần thiết. Đó là một cái câu quyết định hết sức là rộng rãi, hào phóng. Báo Pháp phân tích, Ukraine dù thu nhập giảm vì chiến tranh vẫn đóng góp cả tỷ euro. Tuy vậy, số tiền lạc quan được cũng rất lớn nhờ hàng trăm ngàn người vận động. Chỉ riêng ngân hàng thông dụng nhất là Monopeng, mỗi ngày nhận được cỡ 10.000 tiền mà của dân chúng gửi đi để mà đóng góp giúp cho quân đội. Ngân hàng không lấy một đồng xu nào tiền lệ phí, rồi dân chúng gửi tiền vô không thì giữ y và để mà gửi cho quân đội, không có lấy cái tiền lệ phí gì hết. Song song với những nỗ lực cá nhân, nền tảng chính thức của UNITED với hai quỹ là xã hội, thưa quý vị, đã giúp 674 tỷ triệu cho quân đội. Mỗi khi diễn ra một cái tội ác nào của quân đội Ukraine hay là của chính quyền, mỗi khi có một cái diễn tiến tội ác nào diễn ra tại Ukraine do phe địch, tức là của Nga và chính quyền Nga, thưa quý vị, xảy ra đó, thì dân chúng làm lớn lên, la lớn lên để cho cả thế giới thấy cái tàn ác của quân Nga. Và dân chúng lý luận một cách hết sức là cảm động. Mua một xe hơi cũ giá 6.000 euro hay một máy trôn giá 3.000 euro để rồi 2 tuần sau biến thành tro bụi. Có vẻ thật là điên rồ nhưng lại là một tiết kiệm nhân mạng. Nhiều người nói chiến tranh mà, tại sao mà góp tiền lại đi mua những cái máy bay không cần lái đâu đây kia, như quả tiễn mua của các nước thì nó hư uổng. Thì nhưng mà người ta nghĩ cái số tiền đó rất hữu ích, giúp cho quân đội không bị thiệt hại về con người. Bởi vì trong chiến tranh quân đội và mạng con người rất là quý giá. Hiện các drone dân sự được tìm mua nhiều nhất trên Internet. Bên cạnh đó là nước uống tăng lực, cà phê, giày, thể thao, tất cả những gì tiện lợi cho người lính. Thưa quý vị, những cái món hàng mà mình mới đọc đó thì rất là bình thường trong cái cuộc sống bình thường. Nhưng mà chúng tôi có ở trong quân đội, chúng tôi biết. Hồi đó khi mà quân đoàn 4 mở cái cuộc mà giải tỏa ở U Minh Thượng, U Minh Hạ, thì chúng tôi với tư cách là đại trung đội trưởng dân sự vụ phải đi tham dự. Thưa với quý vị, khi mà ở trên quân đoàn hay là những cái người dân chúng tìm cách mà gửi xuống cho chỉ một miếng cà phê nhỏ thôi để mà có nhiều khi không có đường để uống nữa, thưa quý vị, mà nhấm nháp miếng cà phê thôi thì vui mừng vô cùng. Nghĩ rằng quân đội tiếp dẫn quân đội, nghĩ rằng quân dân cán chính có nghĩ tới mình. Thành ra mình thấy cái việc mình làm để giải tỏa những cái vùng mà cho nhân dân mình rất là quý giá. Cái đó thưa quý vị, nó quý còn hơn một cái bữa tiệc nữa. Và chúng ta người Mỹ gốc Việt cũng giúp cho bà con cô bác của chúng ta rất là nhiều, cũng các đoàn thể đương làm cũng nên coi cái gương đó. Tài thượng phân minh, phải di quân tử, phải rõ rệt mới được. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể nói là học hỏi trong cái công cuộc mà đấu tranh, trong cái cuộc mà vận động nhân dân như Ukraine cũng đương làm rất là thành công. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ phút này và hẹn gặp lại trong những kỳ phân tích khác.